Trong nhiều năm qua, đã có rất nhiều huấn luyện viên đến và đi khỏi nhà hát của những giấc mơ. Họ để lại nhiều ấn tượng trong lối chơi, phong cách thi đấu, nhưng cũng phần nào mang đến nỗi thất vọng khi không thể giúp đội bóng gặt hái vinh quang. Ole Gunnar Solskjaer chính là một trong số những cái tên gây ra nhiều tranh cãi nhất. Ông là người đã giúp Manchester United tiến bộ rõ rệt sau thời gian Jose Mourinho, nhưng cũng là chiến lược gia duy nhất không thể mang về bất kỳ danh hiệu nào. Tuy vậy, tình cảm của sát thủ có gương mặt trẻ thơ cho Quỷ Đỏ là rất lớn. Và trong chương trình The Overlap mới đây, ông đã cùng nhiều huyền thoại bóng đá như Ian Wright, James Carragher, Roy Keane hay Gary Neville tâm sự về những điều còn dang dở tại Manchester United. Và hãy cùng xem vị thuyền trưởng người Na Uy đã chia sẻ điều gì đến toàn thể người hâm mộ. Đầu tiên hãy đến với phần chia sẻ của Ole về Jude Bellingham và Erling Haaland, hai ngôi sao trẻ sáng giá nhất của bóng đá thế giới hiện tại. Nhà cầm quân 51 tuổi đã tiết lộ rằng bản thân ông cùng Sir Alex Ferguson, Ryan Robson và Eric Cantona đã ở câu lạc bộ vào cái ngày mà Jude Bellingham đến thăm đại bản doanh Manchester United. Mọi người đã thảo luận và quá trình diễn ra hết sức tốt đẹp. Bản thân cầu thủ đang chơi cho Real Madrid biết mình muốn gì, chẳng hạn như yêu cầu số phút thi đấu. Thật sự thì lúc đó cựu sao Dortmund mới chỉ 17 tuổi. Và rủi ro là ban lãnh đạo có nên ký hợp đồng hay không. Nhưng đây là một chàng trai 17 tuổi đã vô cùng chững chạc và có chính kiến của mình. Còn với Erling Haaland, cả hai đã từng làm việc chung tại câu lạc bộ Mone trong hai mùa giải. Vào thời điểm hè 2018, Ole đã từng tham vấn cho Manchester United hãy ký với chân sút trẻ người Na Uy, nhưng ban lãnh đạo đã cho rằng điều đó thật sự vớ vẩn. Gần nửa năm sau, khi trở thành huấn luyện viên tạm quyền thay Jose Mourinho, Mone đã bán Erling cho RB Salzburg. Solskjaer vẫn không từ bỏ mục tiêu này và cố gắng thuyết phục Quỷ Đỏ đưa ra lời đề nghị khi điều khoản giải phóng hợp đồng là rất thấp và chỉ cần chi ra khoảng 20 triệu euro là quá đủ. Tuy nhiên, Manchester United vẫn quyết định số tiền này là không phù hợp. Và sau đó thì Borussia Dortmund xuất hiện, nhưng Erling Haaland ngày một tiến bộ để đạt đến đẳng cấp rất cao như ngày hôm nay. Tiếp theo là về Declan Rice cùng Jadon Sancho, hai tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Anh. Ole Gunnar Solskjaer thực sự thích tiền vệ khi ấy còn đầu quân cho West Ham. Thậm chí đội chủ sân Old Trafford cũng đã thảo luận về anh một vài lần để mang về nhà hát của những giấc mơ. Và chiến lược gia người Na Uy tin rằng đội bóng sẽ chơi tốt với Rice ở hàng tiền vệ. Bao phủ từng mặt cỏ trên sân và tiềm năng phát triển vẫn còn rất nhiều. Rõ ràng là cái giá của tuyển thủ Tam Sư là rất đắt, nhưng Manchester United hoàn toàn có thể chi trả, nhưng họ đã không làm thế. Và rồi số 41 đã sang Arsenal vào mùa hè năm ngoái. Với Jadon Sancho thì lại là câu chuyện khác. Khi Ole đã sở hữu sao mai sáng giá của Dortmund nhưng lại không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu và chọn ra phương án tốt nhất cho anh. Ole cũng tiết lộ Sancho không gặp may vì khi vừa nghỉ hè về thì lại bị viêm tay giữa. Vì vậy cầu thủ sinh năm 2000 đã không thể bắt kịp các đồng đội về yếu tố thể lực. Và đó là lý do vì sao Sancho chơi hơi đuối trong giai đoạn đầu mùa giải 2021-2022. Ole tiếp tục chia sẻ về thương vụ Cristiano Ronaldo. Quyết định mang CR7 về diễn ra rất nhanh chóng. Dù thời điểm ấy, không có nhiều thông tin cho rằng siêu sao người Bồ sẵn sàng ra đi. Nhưng cuối cùng Ronaldo đã rời khỏi Juventus và lựa chọn trở về mái nhà xưa là đội chủ sân Old Trafford. Ban lãnh đạo đã hỏi rằng, Ole, ông có muốn huyền thoại bóng đá sinh năm 1985 hay không? Và tất nhiên, chẳng có lý do gì để cựu thuyền trưởng Monde từ chối cơ hội dẫn dắt CR7. Nhưng đây lại là quyết định sai lầm của ông khi quãng thời gian Ronaldo ở câu lạc bộ đã không thành công như mong đợi. Solskjaer cũng phủ nhận việc chính Cristiano Ronaldo đã ảnh hưởng đến lối chơi của Quỷ Đỏ. Nhưng ông cũng đã chia sẻ lý do vì sao Manchester United chơi không hay khi có CR7. Là vì toàn đội pressing rất tốt trước khi Ronaldo tái xuất, nhưng ông vẫn quyết định chọn siêu sao người Bồ Đào Nha và đẩy đi Dan James, một cầu thủ tuy không quá giỏi nhưng cực kỳ chăm chỉ và luôn ra sân với quyết tâm rất cao. Nhà cầm quân 51 tuổi từng nghĩ đó là một quyết định đúng đắn, nhưng thực tế thì lại không phải như vậy. Điều mà Ole kỳ vọng vào người đồng đội cũ chính là truyền đạt kinh nghiệm cho những cầu thủ trẻ, điển hình như Sancho, Rashford hay Greenwood. Nhưng mọi chuyện lại diễn ra không như ý nghĩ của chiến lược gia người Na Uy. Từng có thời điểm đích thân Ronaldo bảo rằng hãy cho anh dự bị, song vì quá đam mê ra sân thi đấu cũng như sức ép từ nhiều phía đã khiến Solskjaer không dám thay đổi. Và phần quan trọng nhất chính là câu chuyện về tấm băng thủ quân và cừu đen trong phòng thay đồ của Manchester United. Sát thủ có gương mặt trẻ thơ bất ngờ tiết lộ rằng các cầu thủ không ai muốn đeo tấm băng thủ quân của Manchester United, điều đã từng làm nên sự tự hào rất lớn của các cựu danh thủ cũng như người hâm mộ. Nhưng không, nhiều cầu thủ không dám nói trực tiếp mà phải truyền đạt suy nghĩ của mình thông qua những đồng đội khác để từ chối lời mời của huấn luyện viên. Cách hành xử như vậy thật đáng thất vọng và đặc biệt điều đó xảy ra ở thế hệ trẻ và nó chỉ cho thấy họ nhỏ mọn và thiếu tham vọng như thế nào. Đỉnh điểm của việc né tránh tấm băng đội trưởng chính là khoảnh khắc của cầu thủ luôn đùn đẩy trách nhiệm cho một vài cầu thủ thường xuyên đảm nhiệm vai trò này, chẳng hạn như Bruno Fernandes, Harry Maguire, De Gea, Victor Lindelof hay Luke Shaw.
Nhiều cầu thủ đã lo lắng về áp lực khi dẫn đầu toàn đội bước ra khỏi đường hầm và không dám đối diện với chúng. Có thể họ sợ phản ứng của dư luận nếu thi đấu không tốt. Nhưng thực sự thì các cầu thủ Manchester United có một số vấn đề về tâm lý khá nặng. Với một câu lạc bộ được săn đón như Manchester United, truyền thông hay những người ké farm đều trông chờ vào từng sai lầm của các cầu thủ để lên bài. Đã có không ít lời chỉ trích quá mức, đặc biệt là trên mạng xã hội. Nếu các cầu thủ không đọc thì bạn bè và người thân của họ cũng sẽ đọc. Chính vì vậy, điều này đã khiến nhiều ngôi sao cảm thấy rụt rè và trốn tránh trách nhiệm. Còn về cừu đen của đội, Ole luôn tin rằng ban huấn luyện có mối quan hệ rất tốt với các cầu thủ, nhưng lại có ai đó trong đội thường xuyên tiết lộ với giới truyền thông về các tin tức nội bộ nếu họ cảm thấy không hài lòng. Với cương vị thuyền trưởng, chiến lược gia người Na Uy sẽ không sử dụng khoảng 14 cầu thủ mỗi trận và ai thể hiện tốt trong các buổi tập sẽ được trao cơ hội. Nhưng sau cùng, một vài ngôi sao không được trọng dụng lại tỏ ra khó chịu mà không biết rằng Manchester United đang có quá nhiều cầu thủ và cứ thế phòng thay đồ trở nên bất ổn. Điển hình như trong trận đấu cuối cùng trước Watford trước khi bị sa thải, Solskjaer đã nói trong giờ nghỉ, bất cứ ai không muốn thi đấu thì hãy giơ tay. Và sau đó thì Marcus Rashford cùng Mark Tominay là những người rời sân khi hiệp 2 bắt đầu. Cuối cùng, cựu thuyền trưởng Monde đã giải thích lý do việc chọn McGuy làm đội trưởng vì anh chính là thủ lĩnh trong phòng thay đồ, trong khi Bruno đôi khi quá say sưa vào trận đấu và mất kiểm soát. Và đó là tổng hợp một vài điểm đáng chú ý trong buổi chia sẻ của sát thủ có gương mặt trẻ thơ. Ông đã dành rất nhiều tình cảm cho Manchester United và đã cống hiến hết mình, hết sức. Đáng tiếc, mối lương duyên đã kết thúc vì nhiều lý do. Nhưng giờ đây chúng ta có thể thấy quỷ đỏ đang khủng hoảng nghiêm trọng như thế nào và hậu quả để lại đã quá rõ ràng. Và liệu Sir Jim Ratcliffe sẽ làm gì trong thời gian sắp tới?